là doanh nghiệp tiên phong cung ứng nguyên vật liệu và thiết bị cho ngành công nghiệp SMT ở Việt Nam. Mục tiêu của RMC là tạo ra giá trị gia tăng, sự hài lòng cho tất cả khách hàng và đối tác. Chúng tôi phát triển trên nền tảng nguồn nhân lực giàu chuyên môn, đam mê và sáng tạo. Trên chặng đường 12 năm đã tạo dựng được niềm tin, xây dựng được uy tín, thương hiệu đối với khách hàng trong nước và quốc tế.